đảo Cái Chiên, một hòn đảo xinh đẹp thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Chúng ta di chuyển từ Hà Nội đến bến cảng Hải Hà để sang đảo Cái Chiên khoảng 280 km. Đảo Cái Chiên đẹp như nàng công chúa đang say rất nồng. Đảo Cái Chiên nằm giữa biển trời bao la vời vợi, là xã đảo duy nhất của huyện Hải Hà, có diện tích khoảng 2.500 ha. Từ cảng Hải Hà ra đảo, bạn có thể đi thuyền, cano hoặc xuồng máy trong khoảng thời gian 20 đến 40 phút, tùy theo loại phương tiện bạn chọn. Hòn đảo này hứa hẹn sẽ là nơi lý tưởng để bạn trú ẩn khi muốn thỏa thích khám phá những điều mới lạ, tận hưởng chuyến du lịch biển hoang sơ, yên bình. Đảo Cái Chiên từ từ hiện ra với vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết tự nhiên vốn có, với làn nước xanh trong vắt, bãi cát mịn màng và hàng phi lao nhuộm màu xanh rì. Từ những bước chân đầu tiên, du khách hẳn sẽ cảm thấy thích thú và yêu mến hòn đảo nhỏ xinh này, ngỡ ngàng như bạn đang hóa thân thành Robinson lạc bước giữa đảo hoang. Đảo Cái Chiên hội tụ vẻ đẹp của rừng và biển, với nét hoang sơ và thơ mộng hòa quyện vào nhau, tạo nên một hòn đảo đẹp xinh hiếm có trong điểm đến du lịch. Vốn là hòn đảo còn hoang sơ, ít du khách biết đến, nên khi có dịp đặt chân tới đảo Cái Chiên, bạn sẽ được đắm mình trong biển xanh ngút ngàn, dạo bước chân trần trên dải cát vàng mịn màng mà không cần phải chen chúc giữa biển người đông đúc. Du khách thỏa thích bơi lội, ngụp lặn trong làn nước trong xanh ở bãi biển Cái Chiên, bãi biển Vụng Bầu hoặc bãi biển Đầu Rồng. Ngoài ra, bạn còn có thể dựng lều cắm trại, dành trọn một ngày cùng với biển xanh để đón bình minh và lặng ngắm hoàng hôn. Từng giây từng phút trôi qua, bạn đều cảm nhận được hương vị mặn nồng của biển cả, lắng nghe âm thanh của sóng biển và tận hưởng những cơn gió mát rượi thổi qua. Chỉ với những điều đơn giản như thế cũng sẽ mang đến những niềm vui ngập tràn cho những du khách yêu biển như bạn. Cuộc sống đôi khi cần lắm những khoảnh khắc tự do, bình yên cùng với thiên nhiên như thế này đấy. Dòng chơi ở đảo Cái Chiên, bạn sẽ tìm lại được những niềm vui, hạnh phúc dường như đã đánh mất từ rất lâu. Đảo Cái Chiên sẽ giúp bạn xua đi những ngày hè nắng gắt, làm tan biến những nỗi phiền muộn chất đầy ở cuộc sống đô thị. Đảo Cái Chiên sẽ giúp bạn lưu giữ khoảng thời gian tươi đẹp, mang đến nhiều kỷ niệm ấn tượng khó quên. Đảo Cái Chiên trong thời gian gần đây đã được đánh thức và du khách biết đến. Thế nhưng hòn đảo này còn lạ lẫm với nhịp sống hiện đại, chưa có sự xuất hiện của những khu nghỉ dưỡng xa hoa hay những dịch vụ đẳng cấp. Vậy nên, với những người thích thú với những hòn đảo hoang sơ, hào hứng trải nghiệm những điều mới lạ thì Cái Chiên chính là điểm hẹn để bạn check-in trong kế hoạch du lịch Quảng Ninh cùng Les Tour đấy. Tour du lịch đảo Cái Chiên được Les Tour tổ chức từ Hà Nội, thời gian du lịch 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm. Du lịch đảo Cái Chiên có thể kết hợp với tham quan biển Trà Cổ, Móng Cái. Bạn hãy liên hệ cho Les Tour để được tư vấn tour phù hợp cho kế hoạch đi đảo Cái Chiên nhé. Nội dung video đến đây cũng sắp kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube này để luôn cập nhật các thông tin du lịch mới nhất từ Les Tour nhé. Và đừng quên like video, để lại comment và cùng chia sẻ để mọi người cùng xem các thông tin du lịch hữu ích này bạn nhé.